Sự việc nhắc tới xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 sáng nay ngày 8 tháng 10 tại Quang Dùng ngã ba đường Lê Quang Sung Nguyễn Thị Nhỏ thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm này, xe buýt tuyến số 150 tuyến bến xe Chợ Lớn ngã ba Tân Dạng lưu thông từ trong bến xe Chợ Lớn để dịch rời theo lộ trình. Khi xe buýt vừa ra đến cổng thì xảy ra va chạm với một xe máy do thanh niên mặc áo ra bi ke điều khiển. Sau va chạm, tài xế xe buýt và thanh niên này còn có xảy ra tranh cãi. Đỉnh điểm, tài xế xe buýt đã lấy hung khí đâm trúng thanh niên chạy ra bi ke khiến cho anh này chảy nhiều máu. Rất nhiều người dân xung quanh đã chạy tới để can ngăn cả hai bên. Trong clip do một người tận mắt chứng kiến lưu lại tại hiện trường, thanh niên ra bi ke chảy máu nhiều tại phần lưng, còn người dân thì tỏ ra khá bức xúc với hành vi của tài xế xe buýt. Sau khi nhân được đưa tin, lực lượng chính sách tiền tệ và cảnh sát giao thông đã xuất hiện xử lý, khảo sát nguyên nhân vụ việc. Hiện trường vụ tài xế xe buýt dùng hung khí đâm nam thanh niên chạy ra.